Chó cái 12 đến 18 tháng. Số báo danh 250. Play vòm Lê Khải Hải Dương. Sinh ngày 18 tháng 12 năm 2018, 13 tháng tuổi. Chủ nuôi là anh Hoàng Bảo Long Thái Nguyên. Giám khảo kiểm tra lại răng của con chó. À, bây giờ bắt đầu có nắng lên rồi. Hướng quay này nó hơi bị ngược nắng cho nên là nhìn nó sẽ tối hơn một chút. Hy vọng là mọi người vẫn xem được với cái chất lượng tốt. Play vòm Lê Khải Hải Dương là một con béc dê lông dài. Sinh ngày 18 tháng 12 năm 2018. À, rồi, cảm ơn anh.
sẽ có phần thử thần kinh cho chú chó này nên đề nghị anh là không chạm vào chú chó khi thử thần kinh. Ok. Hiện nay chúng ta có một chú chó đang có chú chó từ 9 đến 18 tháng và dưới những cái lông dài, và chú chó được đám khảo đánh giá là good, số danh 250, tháng tuổi 13 tháng, chiều cao 60, chiều sâu ngực 28, nhóm lông dài, kích cỡ lớn, thể chất tốt, rất khỏe. Và chú chó di chuyển là chưa được chặt chẽ, hơi bị lỏng. Rồi phần thân giữa chú chó hơi dài. Ấn tượng tốt, màu mảng sắc tổ lông tốt, bờ vai tốt. Phần thân sau hơi lỏng khi di chuyển. Mái mông ngắn và hơi dốc. Góc chân trước tốt, góc chân sau rất tốt. Ngực tốt. Và chú chó này khi di chuyển thì hai chân trước có xu hướng vẫn hơi bị choãi. Di chuyển đi